Kịch bản tuyệt đẹp sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Đây cũng là thời điểm mà hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết thúc. Hiện tại người kế nhiệm ông Park ở đội tuyển Việt Nam đang là vấn đề được người hâm mộ quan tâm. Ngoài ra công việc của chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi nói lời chia tay những ngôi sao vàng cũng đang là câu hỏi lớn. Tất cả đều mong muốn sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam ở một vai trò khác, có thể là phụ trách công tác đào tạo trẻ. Đây là công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc làm một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, bởi tuổi tác ông Park cũng đã cao. Ngoài ra, ông vẫn có thể tham vấn cho người kế nhiệm, bởi trong 5 năm làm việc, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quá hiểu đội tuyển Việt Nam. Đó là kịch bản tuyệt đẹp sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay những ngôi sao vàng. Đồng quan điểm, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Viettel BG Won nói: "Tôi đọc thông tin trên báo chí Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Ông ấy đóng góp tận lực cho bóng đá Việt Nam, mang về nhiều thành công cho các bạn. Điều quan trọng khác là ông ấy xây dựng được nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam. Khi nghỉ rồi, ông ấy vẫn có thể giúp đỡ, cố vấn, chia sẻ với những người kế nhiệm ở đội tuyển." Huấn luyện viên BG Won cũng là người rất hiểu ông Park và đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, ông từng làm trợ lý cho ông Park ở đội tuyển Việt Nam. Năm 2018, huấn luyện viên B từng cùng U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 trong vai trò huấn luyện viên thể lực. Trước mắt, huấn luyện viên Park Hang-seo là AFF Cup 2022. Đây là giải đấu mà huấn luyện viên người Hàn Quốc rất muốn đòi chức vô địch từ tay người Thái. Đó sẽ là món quà không thể ý nghĩa hơn mà ông muốn dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chính thức kết thúc công việc ở đội tuyển quốc gia.